gieo mà. Nhà tôi có trồng một cây mặn, cây chôm chơm mà. Đây là câu. Giờ lấy cái cây sồn lên cái này, chỗ lái nè. Ui. Hả? Cầm cái sồn nữa treo. Hello anh em, mình đang nuôi một con khỉ ở trên cây. Nó đang phục vụ cho mình là hái chôm chôm. Cái đầu mày khỉ nó nói. Tại vì gia đình nhà mình có một cây chôm chôm này khá là to. Con khỉ này biết nói anh em à. Thấy nhiều ghê mày nghe. Trời ơi. Trời ơi. Phải không? À, mình phải leo lên. Đây, bố đây. Giờ ăn những ngon này.